Làm cách nào để thu gọn cánh mũi, mũi không còn bị nhọn nữa, đầu mũi trông cao hơn. Mũi dài thường có đầu mũi thon và phần lớn đầu mũi bị cong xuống, làm cho nó trông dữ tợn hoặc cứng và trông già hơn. Mũi dài sẽ làm dài khuôn mặt của bạn, làm các tỷ lệ không được cân xứng. Hôm nay chúng tôi có bài tập mũi từ Hàn Quốc. Điều đó có thể làm giảm độ dài của mũi bằng cách nâng cao sống mũi và massage các cơ xung quanh mũi để mũi có hình dáng và cân đối hơn. Trước khi bắt đầu tập luyện, chúng tôi khuyên bạn nên rửa tay thật sạch trước khi tập luyện. Dùng ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ đường chân mày, thực hiện động tác này 3 lần. Động tác này để nới lỏng các cơ xung quanh lông mày. Dùng ngón trỏ ấn bắt đầu từ hai cánh mũi rồi đi lên trên và ấn xuống. Làm điều này 2 lần. Bài tập này giúp nới lỏng các cơ xung quanh mũi. Dùng ngón trỏ đẩy lên dọc sống mũi, làm điều này 10 lần. Dùng ngón trỏ đẩy về mặt dưới của lỗ mũi lên và giữ trong 10 giây, làm điều này 3 lần. Dùng ngón trỏ đẩy từ cầu mũi đẩy lên trán, thực hiện động tác này 10 lần. Bài tập đến đây là kết thúc. Hãy luôn thực hiện đều đặn hàng ngày, ngày từ 1 đến 2 lần và kiểm tra kết quả trong 2 tháng. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, đừng quên nhấn nút đăng ký và like video này để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ chúng tôi.